áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em với buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Bài học ngày hôm nay có tên là Phú Sông Bạch Đằng, hay còn được gọi là Bạch Đằng Giang Phú. Đây là một bài phú cổ thể, thể hiện được niềm yêu nước cũng như là ý thức dân tộc. Nó như là một áng thiên cổ hùng văn. Và tác giả của bài phú này đó chính là Trương Hán Siêu, một danh sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Bài Sông Phú Bạch Đằng nó đã thể hiện được cái vẻ đẹp oai hùng của dòng sông Bạch Đằng. Và trên cái dòng sông đó, đó là những cái chiến công, những cái chiến tích oai hùng, những cái dấu vết còn để lại của dân tộc ta sau những cái cuộc kháng chiến, sau những cuộc chống lại kẻ thù. Và bên cạnh đó, bài phú cũng thể hiện được cái tư tưởng, quan điểm tiến bộ của Trương Hán Siêu về vinh nhục, về thắng bại, cũng như là về tiêu vong và trường tồn. Và bây giờ cô và em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết bài học này. Để có thể tìm hiểu chi tiết bài Phú Sông Bạch Đằng thì cô và các em cần phải đi qua bước đầu tiên, đó là bước tìm hiểu chung, tìm hiểu về tác giả, về thể loại cũng như là về hoàn cảnh sáng tác ra đời của bài phú này. Đầu tiên là về tác giả Trương Hán Siêu. Trương Hán Siêu xưa chưa rõ năm sinh, nhưng ông mất vào năm 1354, tự là Thăng Phủ, quê ông là Phúc Am, huyện Yên Ninh, nay thuộc tỉnh thành phố Ninh Bình. Ông từng là môn khách của Trần Hưng Đạo. Môn khách ở đây có nghĩa là gì? Là những người tài được nuôi dưỡng ở trong nhà để và khi cần đến thì sẽ dùng. Tiếp đến theo cái ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ông, cuộc đời ông làm quan trải qua bốn đời vua Trần. Đầu tiên đó chính là vua Trần Anh Tông từ năm 1293 cho đến năm 1314. Trong cái giai đoạn đời vua này thì ông nhậm chức Hàn Lân Học Sĩ vào năm 1308. Tiếp đến là đời vua Trần Minh Tông năm 1314 cho đến năm 1329. Trong đời vua này thì ông nhận chức Hành Khiển vào năm 1326. Ở đời vua Trần thứ 3 đó chính là Trần Hiến Tông từ năm 1329 cho đến năm 1341. Ông nhận chức Môn Ngoại Hữu Ti Lang Trung vào năm 1339. Và cuối cùng là đời vua Trần thứ 4, vua Trần Dụ Tông, giai đoạn vào năm 1341 đến năm 1369. Và trong cái giai đoạn Trần Dụ Tông này, trong cái thời đại vua Trần Dụ Tông này thì ông Trương Hán Siêu là người được coi trọng và có một cái uy tín ảnh hưởng nhất định, không chỉ tới vua Trần Dụ Tông mà tới tất cả nhân dân. Trong cái thời gian này thì vào năm 1341 cùng với mọi người khác thì ông đã soạn ra Hoàng Triều Đại Điển, tức là những cái điều bộ luật lệ lớn của thời vua Trần Dụ Tông và khảo soạn hình thư. Và cái bộ hình thư này có lẽ là ở các thời nhà Trần trước đã được biên soạn nhưng mà chưa được tập hợp đầy đủ, thì nay đến cái đời vua Trần Dụ Tông thì ông Trương Hán Siêu sẽ là người tập hợp đầy đủ cái bộ hình thư này. Và thế nhưng hiện nay thì người ta chưa thể tìm thấy được bản thảo cụ thể chính xác của hai cái bộ này. Tiếp đến là vào năm 1343, ông làm Tả Lang Trung kiêm kinh lược sứ Lạng Giang. Đến năm 1353, đem quân trấn giữ Hóa Châu theo lệnh của vua, và khi ông đã đến và sau một khoảng thời gian thì ông đã lập được trật tự. Và sau khoảng một năm, tức nghĩa là vào năm 1354, ông đã cầu vua để mong muốn trở về quê nhà. Thế nhưng khi mà chưa đặt chân lên vùng quê của mình thì ông đã mất. Và ngoài ra, sau khi đã tìm hiểu cái quá trình làm quan, cuộc đời của ông tại bốn đời vua Trần, thì trong cái quá trình đấy, ông là một con người tính tình cương trực, học vấn uyên thâm và được tin cậy kính trọng, không chỉ bởi các đời vua mà bởi các nhân dân nữa. Và thông qua những cái điều mà chúng ta vừa tìm hiểu bên trên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng nhà văn Trương Hán Siêu là một nhân vật chính trị quan trọng ở đầu thế kỷ thứ 14. Vậy nên việc mà ông quan tâm đến chính trị,
đến lịch sử, đến xã hội là một điều hiển nhiên. Tiếp đến là về thể phú. Phú là một thể văn có vần hoặc xen lẫn văn vần và văn xuôi, dùng để tả cảnh vật, phong tục, kể sự việc hoặc bàn sự đời. Cái điều đặc trưng nhất dễ nhận thấy ở những cái bài phú đó chính là có sự đan xen những câu văn dài ngắn khác nhau và cái việc gieo vần nó rất là tự do. Cái thứ hai đó chính là phân loại và bố cục của thể phú. Cái việc phân loại thể phú này nó không có cái sự danh, không có một sự thống nhất hoàn toàn. Thế nhưng nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chọn cách phân loại của thể phú từ đời Minh, đó chính là chia làm 4 loại. Loại thứ nhất đó chính là cổ phú, thứ hai là bài phú, thứ ba là luật phú và thứ tư là văn phú. Thế nhưng khi mà chia ra 4 loại rõ ràng như thế này thì bản chất của chúng vẫn có một cái sự giao tranh, vẫn có một cái sự tương đồng với nhau, không tương đồng một cái điểm chung nhất định nào đó chứ không hề tách biệt hoàn toàn với nhau. Cái tiếp theo đó chính là bố cục. Bố cục của một bài phú cũng gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là đoạn mở, phần thứ hai là đoạn giải thích, phần thứ ba là đoạn bình luận và phần cuối cùng đó chính là đoạn kết. Và cái phần bố cục này cũng chính là bố cục của bài phú Sông Phú Bạch Đằng mà ngày hôm nay Phú Sông Bạch Đằng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Tiếp đến là địa danh Sông Bạch Đằng. Cái mà địa danh được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt cả cái bài phú này. Sông Bạch Đằng là một nhánh sông đổ ra biển Đông, nằm giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Nơi đây ghi dấu rất là nhiều chiến công trong lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Và đặc biệt là có hai cái trận chiến đáng nhớ nhất và quan trọng nhất trong lịch sử. Đầu tiên là năm 1938, chiến thắng của Ngô Quyền trước quân Nam Hán. Cái trận đánh thứ hai đó chính là năm 1288, chiến thắng của Trần Quốc Tuấn chống quân Mông Nguyên. Và đây cũng là hai cái trận đánh lịch sử được nhắc đến trong bài Bạch Đằng Giang Phú. Và thông qua khảo sát các rất là nhiều bài thì bài thơ trong bài đọc trung đại thì chúng ta thấy được Sông Bạch Đằng là một cảm hứng sáng tác ở thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 15. Thông qua một loạt những bài thơ đã được nêu, thông qua những một loạt bài được viết đến, được nêu ra trong sách học khoa. Ví dụ như Trần Minh Tông với Bạch Đằng Giang, Nguyễn Xưởng với bài Bạch Đằng Giang, Nguyễn Trãi với bài Bạch Đằng Hải Khẩu. Và tiêu biểu nhất, nổi bật nhất vẫn chính là cái bài Bạch Đằng Giang Phú mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Tiếp đến là phần thứ tư về tác phẩm. Về vị trí, nó là tác phẩm tiêu biểu cho cái sự nghiệp sáng tác của Trương Hán Siêu cũng như là văn học yêu nước thời Lý Trần. Ngoài ra, nó còn là cái bài phú tiêu biểu nhất cho cái thể loại phú ở văn học Việt Nam trung đại. Tiếp đến là về hoàn cảnh sáng tác. Hiện nay người ta chưa tìm thấy được cái hoàn cảnh sáng tác chính xác nhất của bài phú này. Thế nhưng dựa trên những cái yếu tố lịch sử mà những nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể là vào khoảng 50 năm sau cái cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thắng lợi của nhà Trần. Tiếp theo là về thể loại. Đây là bài cổ phú viết bằng chữ Hán. Và bản dịch ở trong sách giáo khoa về nguyên tác, nói chung là về nguyên điệu, nó vẫn thể hiện phần nào chính xác cái nguyên điệu, cái âm hưởng của bài phú nguyên tác chữ Hán. Và chỉ riêng cuối cùng là hai cái bài ca, hai cái lời ca ở cuối tác phẩm được viết theo thể lục bát. Về bố cục, cô chia bài này làm 4 phần và đây cũng chính là những cái phần chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết bài học ngày hôm nay. Phần thứ nhất là từ đầu cho đến luống còn lưu. Phần này nói lên cảm xúc lịch sử của nhân vật khách trước cái cảnh sắc của sông Bạch Đằng. Phần thứ hai là từ bên sông cho đến nhìn xưa ca ngợi. Phần này là lời kể của các bô lão về chiến công trên sông Bạch Đằng. Phần thứ ba là từ tuy nhiên cho đến trừ lệ chan. Đây là những suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công. Và phần thứ tư cũng là phần cuối cùng, là phần còn lại, là hai cái lời ca của khách và của các bô lão để khẳng định cái vai trò và đức độ của con người. Tiếp đến là phần giải thích từ khó. Thì trong cái bài
phố sông Bạch Đằng này như các em quan sát thì ở dưới có rất là nhiều giải thích từ khó, mà nếu các em bỏ qua những cái phần giải thích này thì các em sẽ khó có thể mà hiểu rõ chính xác nhất, chi tiết nhất về cái bài Giang Phú Bạch Đằng này, à Bạch Đằng Giang Phú. Và ở đây cô muốn giới thiệu, muốn nói kỹ hơn về hai cái từ khó ở trong bài này. Đầu tiên là về khách. Khách ở đây các em có thể hiểu là tác giả, mà cũng có thể là nhân vật mà tác giả sáng tạo ra, mang trong mình cái vai trò là người kể chuyện, là người đối thoại trong bài Phú. Cái thứ hai là nhân vật các bô lão. Ở đây có thể là những cái cụ già địa phương có thật chào đón nhà thơ, và cũng có thể là nhân vật tác giả sáng tạo ra theo cái kết cấu đối thoại chủ khách ở thể loại bài Phú. Và cái kết cấu đối thoại chủ khách ở thể loại bài Phú là một kết cấu thường xuất hiện và có thể là bắt buộc có xuất hiện ở bài Phú. Thế nên hai cái nhân vật này giữ vai trò là đối thoại ở trong thể bài Phú. Tiếp đến là phần thứ hai, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết văn bản ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học. Phần đầu tiên là hình tượng nhân vật khách. Hình tượng nhân vật khách ứng với phần đầu tiên của bài Phú thông qua cái cuộc dạo chơi ở cả địa dạ ở thông qua cuộc dạo chơi du ngoạn của nhân vật khách ở những địa danh Trung Quốc và Việt Nam. Khách có kẻ dương buồm rong gió chơi vơi, lướt bể chơi trăng mải miết, sớm ngó thuyền trừ nguyên tương, chiều lần thăm trừ vũ huyệt, cửu giang ngũ hồ tam ngô bách việt, nơi có người đi đâu mà chẳng biết, đầm vân mộng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều, mà tráng trí bốn phương vẫn còn tha thiết, bèn giữa dòng trừ buông chèo, học tử trường trừ thú tiêu dao, qua cửa đại than ngược đến đông triều. Đầu tiên khi mà đọc qua những đoạn Phú vừa rồi cô vừa đọc thì các em có thể nhận thấy được cái không gian tung hoành rộng lớn của nhân vật khách. Cái không gian tung hoành rộng lớn này được thể hiện đầu tiên là ở cái cụm dương buồm rong gió, lướt bể chơi trăng. Ở đây muốn nói rằng biển lớn tràn ngập ánh trăng với con thuyền thơ tao bồng của tác giả, của nhân vật khách đang lướt đi, đang du ngoạn đến cái vùng đất mới. Cái thể hiện tiếp theo của không gian tung hoành đó chính là những cái địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc được tác giả nêu lên trong bài Phú. Đó là những điển cố được lấy ra từ văn chương. Đầu tiên là Nguyên Tương. Nguyên Tương là sông Tương ở tỉnh Hồ Nam. Còn Vũ Huyệt là ở núi Côi Kê, tỉnh Chiết Giang. Và cả ba cái này đều là phong cảnh đẹp của Trung Quốc. Tiếp đến là Cửu Giang. Cái tên sông sở dĩ gọi Cửu Giang vì đây là cái con sông do 9 dòng sông nhỏ hợp thành. Tiếp đến là Ngũ Hồ. Ngũ Hồ ở đây có hai nghĩa là biệt danh của Thái Hồ hoặc là Năm Hồ. Hai khu vực Năm Hồ, một lấy Hồ Động Đình làm trung tâm, một lấy Thái Hồ làm trung tâm. Tiếp đến là Tam Ngô. Tam Ngô là gì? Tên một vùng đất cũ ở nước Ngô, bao gồm ba địa phương. Bách Việt là tên chung chỉ các bộ tộc người Việt cổ sống ở phía nam dòng sông Trường Giang Trung Quốc. Và cuối cùng là Đầm Vân Mộng. Đầm Vân Mộng ở đây có nghĩa là vùng đầm nước rộng lớn ở Trung Quốc. Vậy, tất cả ở đây là những địa danh ở bên Trung Hoa, và những địa danh này được tác giả thăm thú, du ngoạn thông qua sách vở, thông qua văn chương, thông qua thơ ca, thông qua những cái dòng viết được tạo nên bởi những cái giai nhân tuyệt vời. Và qua đây chúng ta có thể thấy được qua cái lối khoa trương tạo ra câu văn đẹp, tác giả đã cho chúng ta thấy đây là những chuyến đi trong tưởng tượng, những chuyến đi thông qua những trang sách vở, thông qua những trang thơ, trang văn mà tác giả đã từng đọc và mang trong mình một cái tâm hồn, một cái tư thế phong phú và thanh cao. Tiếp đến là những cái động từ, là những cái tính từ miêu tả chơi vơi mải miết tha thiết được đi kèm với những cái hành động, đi những câu văn miêu tả những cái cuộc du chơi du ngoạn của nhân vật khách, thì qua đây cho chúng ta thấy cái việc xuất hiện liên tiếp của chúng mở thêm cái không gian tung hoành cho nhân vật khách.
bên cạnh không gian trong bài thơ được miêu tả một cách nghệ thuật, một cách phóng khoáng, một cách khoa trương, thì cái thời gian cũng vậy. Thay cái sự liên tiếp xuất hiện, liên tiếp liên tục của không gian là thời gian hóa thân một cách nhanh chóng từ sớm cho đến chiều. Mà cái thời gian này nó chỉ được miêu tả hai câu thơ: sớm có thuyền trừ nguyên tương, chiều lần thăm trừ vũ huyệt. Tức là thời gian nó hóa thân một cách rất là nhanh chóng. Tiếp đến là việc liệt kê các động từ dương, lướt, song, chơi, gõ, cho chúng ta thấy được cái tư thế hoàn toàn chủ động, ngang dọc, tung hoành với cái thái độ nhập cuộc say sưa của tác giả. Và cụ thể ở đây đó chính là nhân vật khách. Tiếp đến là hai câu: đâm đầm vân mộng, chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều, mà tráng trí bốn phương vẫn còn tha thiết. Vân mộng, đầm vân mộng là một đầm làm thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Tư mã Tương Như có câu: nuốt vài 7, 8, 9 đầm vân mộng rồi mà chưa thấy đầy. Tuy nhiên cái hai cái câu này muốn nói rằng cái chí lớn của Trương Hán Siêu rất là, muốn nói ý chí của Trương Hán Siêu rất là lớn, rất là đầy, rất là nhiều, mà bản thân ông đã ngang dọc bốn phương rồi, thế nhưng đầm vân mộng chứa vài trăm, rất một con số rất là nhiều rồi, thế nhưng vẫn không thỏa đáng, thấy bản thân ông vẫn thấy thế như thế là chưa đủ. Vậy qua hai câu này chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy được tâm hồn thơ mộng, phóng túng, đầy chí khí hoài bão lớn lao của nhân vật khách, mà chúng ta có thể hiểu ngầm ở đây đó chính là tác giả Trương Hán Siêu. Tiếp đến là học tử trường trừ thú tiêu dao. Tử trường ở đây là ai? Tử trường ở đây là Tư Mã Thiên, một sử gia Trung Quốc từng đi nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử. Đây là những cái vùng ông đi qua, ông chọn những cái vùng đi qua gắn liền với những cái nhân vật lịch sử, gắn liền với những cái sự kiện lịch sử để ông ghi chép vào cuốn sử ký của mình. Cái thứ hai là tiêu dao. Tiêu dao là gì? Là thảnh thơi đi đây đó, không chút bận tâm. Vậy qua đây chúng ta muốn, qua đây tác giả muốn truyền tải điều gì thông qua nhân vật khách? Tác giả muốn học theo cái danh nhân Trung Quốc, Trung Hoa xưa, muốn đi khắp đất nước để thăm ngoạn phong cảnh, để mở rộng hiểu biết và cũng là để di dưỡng tâm hồn cái cuộc sống, đời sống tự do thông qua những cái chuyến đi, qua tưởng tượng, qua sách vở đến Trung Hoa của tác giả Trương Hán Siêu. Chúng ta thấy rằng nhân vật khách là người có tâm hồn khoáng đạt, sôi nổi, thích du ngoạn, có hoài bão tráng trí, lấy việc du ngoạn làm lạc thú và tự hào về nó. Sau khi đã thăm thú ở đất nước bạn thông qua những cái địa danh, những cái điển tích, điển cố được lấy ra từ văn chương, thì tác giả Trương Hán Siêu đã dừng lại ở Việt Nam. Và địa danh ở Việt Nam chính là cái không gian cụ thể. Nếu mà đây là không gian cụ thể, nếu mà chúng ta đưa ra cái việc đối sánh, so sánh với những cái không gian ở bên Trung Quốc được nêu ra ở phần đầu bài phú, thì trong cái địa danh Việt Nam chúng ta có 3 địa danh chính. Đầu tiên là Cửa Đại Than, thứ hai là Bến Đông Triều và thứ ba là Sông Bạch Đằng. Thì Cửa Đại Than và Bến Đông Triều như trong sách giáo khoa chú thích thì đây là tên cửa biển, tên huyện vùng Sông Bạch Đằng, Quảng Ninh hiện nay. Vậy tác giả đã dừng chân tại dòng sông Bạch Đằng, dòng sông ghi dấu những chiến công oai hùng của dân tộc Việt Nam, ghi dấu những cái lịch sử hoành tráng, hùng tráng của dân tộc Việt Nam. Đến sông Bạch Đằng, thuyền bơi một chiều, bát ngát sóng kình muôn dặm, thước tha đuôi chỉ một màu, nước trời một sắc, phong cảnh ba thu, bờ lau son sát, bến lách điều hưu, sông chìm giáo gãy, gò đầy dương khô, buồn vì cảnh thảm đứng lặng giờ lâu. Thương nôi anh hùng đâu vắng tả, tiếc thay dấu vết luống còn lưu. Và thông ba cái địa danh này được tác giả mô tả trực tiếp, đây chính là hình ảnh thật có tính chất đương đại đang hiện ra trước mắt của nhân vật khách.
Sau khi đọc qua cái đoạn phú đấy thì cô và em có thể thấy rằng vẫn là cái phong phận, vẫn là cái văn phong đấy, thế nhưng đã bớt đi cái hình ảnh ước lệ. Và cái việc dừng chân ở địa danh Việt Nam sau khi đã đi qua một loạt địa danh nổi tiếng ở bên Trung Hoa, những cái cảnh đẹp ở bên Trung Hoa, thì chúng ta còn thấy một cái nét tâm hồn ở trong nhân vật khách. Cụ thể ở đây, nhân vật khách có thể hiểu đây là tác giả Trương Hán Siêu, đó chính là cái tư thế nhập cuộc, hướng về quê hương, tha thiết với cái lịch sử của quê hương đất nước. Và cái cảnh sắc Bạch Đằng, cái sông Bạch Đằng được hiện lên đầu tiên là qua câu bát ngát sóng kình, tức nghĩa là những con sóng lớn mênh mông bao la và cả dường như là đe dọa cả toàn không gian. Tiếp đến là thước tha đuôi trĩ, những con thuyền uyển chuyển nối đuôi nhau. Và cái hình ảnh này được lấy cảm hứng, được lấy liên tưởng từ hình ảnh đuôi con chim trĩ. Các em quan sát trên bảng thì em có thể thấy rằng đuôi chim trĩ có hình dài giống như là bánh lái thuyền, đúng không? Quan sát ở trên bảng. Vậy cái câu thơ này muốn nói rằng những cái con thuyền đang nối đuôi, đang uyển chuyển nhẹ nhàng di chuyển trên dòng sông Bạch Đằng. Tiếp đến là nước trời một sắc xanh bao phủ toàn bộ không gian. Màu xanh này là màu xanh của trời, màu xanh của nước sông. Dường như trời với sông cả đang hòa nhập với nhau thành một, tạo nên cái sắc xanh bao phủ toàn bộ không gian. Cái tiếp theo đó chính là phong cảnh ba thu, cảnh thiên nhiên đã bước sang tháng thứ ba của mùa thu. Trước hết, dòng sông Bạch Đằng trước mắt của người khách là một dòng sông bao la, hùng vĩ, hoành tráng và đầy thơ mộng. Thế nhưng đối lập với dòng sông bao la, hùng vĩ, hoành tráng và đầy thơ mộng này, đó chính là một Bạch Đằng mang trong mình đầy nỗi thương đau. Đó là Bạch Đằng, dấu tích của chiến trường xưa. Bờ lau son sáp, bến lách điều hưu. Ở đây ám chỉ rằng cây lau, cây lách mọc liền nhau khắp dọc hai bên bờ sông hoang vắng. Các em quan sát đây. Vậy tức nghĩa là ở nơi đây quá ít người qua lại, đến mức mà những cây lau, cây lách mọc lên rất là nhiều, che kín lối đi. Và cái khung cảnh này theo dòng thời gian ngày càng hoang phế, ngày càng điêu tàn, vì không ai đặt chân đến, vì không ai thăm lại cái chiến tích xưa, không ai đã dừng lại nơi đây để dừng lại, để cảm nhận được cái sự hào hùng, hùng vĩ của cả một thời đại oanh liệt, đúng không các em? Tiếp đến là sông chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, chốn tử địa của những người anh hùng đã hy sinh vào quân thù. Dưới sông là những cái ngọn giáo, là những cái vũ khí đã được sử dụng trong những cái cuộc chiến đấu tranh giao giữa nước mình với những kẻ thù xâm lược. Cái thứ hai là gò đầy xương khô, tất nhiên là hai bên bờ sông nay chỉ còn lại những bộ xương, không chỉ là của quân mình mà còn là những người đã tử trận ở bên phía giặc. Qua đây chúng ta thấy rằng sông Bạch Đằng không chỉ là một dòng sông hùng vĩ đầy thơ mộng, nó còn mang trong mình là một trận chiến lừng lẫy một thời đã đi và vào dĩ vãng, ám ảnh hưu hắt nhuốm màu đau thương. Và qua đây các em để thấy rằng tác giả Trương Hán Siêu hóa thân vào nhân vật khách để hồi tưởng nhớ về con người, những cái di sản quý giá nhất trong những cái cuộc chiến, trong cái lịch sử. Tác giả Trương Hán Siêu không chỉ thương cảm cho những người, cho những vị anh hùng, cho những vị quân tử đã hy sinh vì nước mình ở trong cái trận chiến đó, mà Trương Hán Siêu còn thương cho những cái kẻ thù, thương cho những con người mà bị lôi kéo vào cái cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Khi mà chứng kiến cái trận chiến lừng lẫy một thời đã đi vào di vãng thì tác giả đã có những cái cảm xúc như thế nào? Tâm trạng của nhân vật khách buồn, thương tiếc. Cái này được thể hiện qua ba câu cuối của đoạn 1 bài phú. Thương nôi anh hùng đâu vắng tả, tiếc thay dấu vết huống còn lưu. Và qua đây mở ra cho chúng ta thấy rằng cái chiến trường xưa, một thời oanh liệt vẻ vang, nay mang trong mình cái vẻ hoang tàn. Cái dòng thời gian đã làm mờ bao dấu vết.
và cái tư thế đứng lặng giờ lâu mang cho chúng ta một cái mang mở ra cho chúng ta một cái hình ảnh chân thực về một nhân về nhân vật khách đang hòa mình, đang chìm sâu vào cái dòng suy nghĩ tư tưởng của mình, sững lại chìm vào thế giới nội tâm buồn tiếc ngậm ngùi. Buồn tiếc ngậm ngùi về điều gì? Về cái chiến trường xưa, về những cái dấu vết xưa nay đã bị hoang tàn điêu. Thay vào đó là thay vào những cái dấu tích ngày xưa bây giờ chỉ còn lại là cây sau, cây lau, cây sậy, lá lách, cây lách, gò xương cũ và giáo chìm ở nơi dưới sông. Tác giả không chỉ thương tiếc cho những con người, cho những con người anh hùng, cho những quân tử đã hy sinh ở trên trận chiến vì nền độc lập của dân tộc nước ta, mà Trương Hán Siêu còn có niềm thương cảm đối với những cái con người ở bên phía quân đội kẻ thù, những con người bị lôi kéo vào cái cuộc chiến tranh phi nghĩa này mà trong bản thân họ không biết cái cuộc chiến tranh này để làm gì. Và qua đó chúng ta thấy được cái cảm hứng đậm chất hoài cổ xuất hiện thông qua cái đoạn đầu của bài Phú. Từ phơi phới sôi nổi hướng ngoại, qua thông qua những cái cuộc rong chơi ở bên những cái danh lam thắng cảnh ở Trung Hoa, hay là dừng chân tại những địa danh ở Việt Nam, thì để từ những cái phơi phới hướng ngoại đó để đập lại ở chiều sâu hướng nội với những cái cảm xúc đầy nhân văn về con người và về quá khứ lịch sử của dân tộc. Cuối cùng, trong phần 1 hình tượng nhân vật khách, chúng ta đến với phần tiểu kết. Với nghệ thuật miêu tả biểu cảm trực tiếp đã cho chúng ta thấy điều gì? Thấy rằng tác giả là một con người có tâm hồn, có một con người tâm hồn thơ nhạy cảm, phong phú, là một khách hài hồ hởi, nhưng cũng là một kẻ sĩ tha thiết đất với đất nước, với lịch sử của dân tộc. Sau khi kết thúc tìm hiểu nhân vật khách thì chúng ta chuyển sang phần thứ 2, đó chính là lời kể của các bô lão về chiến công trên sông Bạch Đằng. Và việc xuất hiện của các bô lão đã khiến cho cái không khí hào hùng, cái sự thương xót đối với những con người đã khuất trong bài Phú này trở nên ngày càng sâu sắc hơn. Bên sông các bô lão hỏi ý ta sở cầu, có kẻ lê gậy chống trước, có người thuyền nhẹ bơi sau, vái ta mà thưa rằng đây là nơi chiến địa buổi Trùng Hưng Nhị Thánh bắt Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thủa trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao. Đường khi ấy thuyền bè muôn đội tinh kỳ phấp phới, hùng hổ sáu quân giáo gươm sáng chói, trận đánh được thua phân chửa, chiến lũy mách nam chống đối, ánh nhật nguyệt trừ phải mờ, bầu trời đất trừ sắp đổi. Đầu tiên là hình ảnh của các bô lão địa phương. Kẻ lê gậy chống trước, người thuyền nhẹ bơi sau, cho chúng ta thấy được cái sự hồ hởi, tôn kính khách, đón khách bằng cả đường bộ lẫn đường thủy. Tiếp đến là vái ta mà thưa rằng, hỏi thăm trò chuyện, thái độ hiếu khách ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Tiếp đến là sở cầu của khách. Ý tác giả đang ý các bô lão muốn hỏi rằng liệu khách, nhân vật khách có muốn sống lại thời khắc lịch sử dữ dội vĩ đại của dân tộc hay không, và sống lại cái thời khắc lịch sử của dân tộc đấy nó được thể hiện thông qua hai câu văn tiếp theo. Đầu tiên là cái sự miêu tả trận chiến Trùng Hưng Nhị Thánh bắt Ô Mã. Trùng Hưng Nhị Thánh ở đây là ai? Đó chính là một trong Trùng Hưng là một trong hai niên hiệu của Trần Nhân Tông từ năm 1285 cho đến năm 1293. Nhị Thánh ở đây là nhắc đến hai người. Thứ nhất là Trần Thánh Tông, Thái Thượng Hoàng, và Trần Nhân Tông, nhà vua. Ô Mã ở đây là ai? Ô Mã ở đây là Ô Mã Nhi, là một tướng giặc của nhà Nguyên, bị bắt sống tại trận Bạch Đằng vào năm 1288. Hắn ta là một khi mà trong cái khoảng thời gian sang xâm lược nước Đại Việt thì Ô Mã Nhi tỏ ra là một tên tướng giỏi và nhiều lần đã khiến
các tướng nhà Trần phải khốn khổ, khổ sở vì hắn ta. Và cái việc nhắc đến cái trận chiến này cho chúng ta thấy được cái không khí trang nghiêm đĩnh đạc để bắt đầu cho một chuỗi oai hùng, một chuỗi lịch sử ở phía đằng sau. Khi mà nhắc đến cái trận chiến năm 1288, các bô lão không thể bỏ qua được trận chiến đầu tiên oai hùng tại dòng sông Bạch Đằng, đó chính là Ngô Chúa phá Hoành Thao. Đây là trận chiến diễn ra vào năm 1938. Ngô Chúa ở đây là Ngô Quyền, Hoành Thao ở đây là hoàng tử đại diện cho nước Nam Thạng, cho nước Nam Hán. Và khi nước Nam Hán sang xâm lược thì Ngô Quyền đã đánh tan và giết chết tên Hoành Thao. Và khi vua cha nghe tin con mình bị tử trận đã vô cùng là nổi giận và rút hết những cái quân bại trận trở về đất nước. Việc nhắc đến hai cái sự kiện lịch sử diễn ra tại dòng sông Bạch Đằng này cho chúng ta thấy cái chiến công xưa làm nền cho cái chiến công miêu tả trận chiến ngay gần nhất thời vua Trần. Tuy nhiên là năm 938 làm nền cho năm 1288. Ngoài cái việc làm nền thì cho chúng ta thấy được cái sự hào hùng, cái truyền thống yêu nước được nối tiếp từ đời này qua đời khác của dân tộc Việt Nam. Tiếp đến là cái quy mô của quân đội. Ở đây chúng ta sẽ có một sự so sánh giữa quy mô của quân đội ta với quy mô của quân đội địch. Đầu tiên, thuyền bè muôn đội. Ở đây cho chúng ta thấy được cái cảnh thuyền bè san sát nối đuôi nhau kéo dài hàng ngàn dặm đang di chuyển trên cái dòng sông Bạch Đằng. Tiếp đến là tinh kỳ phấp phới, cái cờ thêu được dùng trong quân đội bay qua bay lại phấp phới nhịp nhàng trong gió. Tiếp đến là hùng hổ sáu quân, ý chỉ rằng quân đội hùng mạnh đông đúc nổi dậy như ong vỡ tổ của bên phía đất nước Đại Việt. Và cuối cùng đó chính là giáo gươm sáng chói, ý chỉ rằng binh đao sắc nhọn tua tủa khắp mọi nơi. Đây chính là quy mô của quân đội ta. Thế còn quy mô của quân đội địch thì như thế nào? Đầu tiên, tất liệt thế cường. Tất liệt thế cường ở đây là ám chỉ Hốt Tất Liệt hùng cường. Hốt Tất Liệt là ai? Hốt Tất Liệt là thủ lĩnh cao nhất của Mông Cổ ở đời thứ 5. Và sau khi đánh bại nhà Nam Hán thì hắn ta lên ngôi vua, lập ra nhà Nguyên, và cũng là cái người là vua đầu tiên của Trung Hoa mà không phải là người Trung Hoa, hắn ta là người Mông Cổ. Và bạn, khi mà hắn Hốt Tất Liệt chính là người đã chỉ huy quân đội Nguyên sang xâm lược nước Đại Việt 3 lần. Tiếp đến là Lưu Cung Trước Dối. Lưu Cung Trước Dối ở đây là chỉ ý nói rằng vua Lưu Cung mưu kế dối trá. Lưu Cung là ai? Lưu Cung chính là vua Nam Hán, kẻ mà đã sai con trai sang xâm lược nước Đại Việt vào năm 1938. Và khi mà đặt hai cái người này cạnh nhau thì tác giả đang có muốn sự so sánh cái sự ngạo ngược, cái sự mưu kế dối trá của hai vị tướng lĩnh Trung Hoa. Nó có sự ngang ngược, nó sự ngang ngược nhau và cứ chồng chất lên nhau. Tức là nhấn mạnh cái sự dối trá, cái sự mưu tàn của bên quân đội Trung Hoa. Cái thứ hai đó chính là những tưởng gieo roi một lần quét sạch Nam Bang bốn cõi. Cái câu này muốn nói rằng ỷ vào thế quân đông tướng mạnh mà đánh nước Nam. Cái câu này trong sách giáo khoa được người ta giải thích rằng Bồ Kiên nước Tần khi vào đánh nước Tần có nói: cứ như số quân ta thì chỉ ném roi ngựa xuống sông cũng ngăn được dòng nước lại được. Tuy nhiên là đây ám chỉ rằng quân Nguyên đông mạnh ỷ lại vào điều đó để đánh vào nước Nam. Qua cái việc so sánh giữa quy mô của quân đội ta với quy mô của quân đội địch, chúng ta có một bảng ngắn gọn sau. Về quân đội ở phía ta, họ hùng mãnh, đông đúc, khí thế hào hùng và đặc biệt là cái lòng yêu nước và cái sự căm thù rằng luôn luôn sẵn sàng cho trận chiến bất cứ lúc nào. Về phía địch, họ mạnh,
chính xác, họ rất mạnh. Thế nhưng họ lắm kế, gian xảo, quỷ quyệt, ngạo mạn và chủ quan, tin vào bản thân của mình. Cái những quy mô về quân đội của hai bên, tác giả Trương Hán Siêu đã sử dụng cái lối ngôn từ khoa trương, phóng đại để tạo ra cái hình ảnh hoành tráng cho bối cảnh của chiến trường. Và cái sự hoành tráng này đã khiến cho người đọc cảm nhận được rằng sự cân bằng thế lực của quân địch, của quân ta với địch, hai bên ngang sức nhau về cái số lượng cũng như là cái khí thế. Và ngay từ đầu hai bên đều tập trung binh lực hùng hậu trong một trận đánh quyết định rằng bên nào sẽ thắng. Liệu Đại Việt có bảo vệ được cái quyền độc lập tự chủ của mình hay không? Hay là phía quân Nguyên Mông sẽ giành được chiến thắng và bắt đầu coi Đại Việt là một cái thuộc địa để bắt đầu xâm lược, để bắt đầu sử dụng như một cái vùng đất nhỏ bên cạnh. Và tiếp đến, sau khi mà đã nêu ra những cái quy mô hoành tráng của hai bên thì các bô lão bắt đầu kể đến cái diễn biến. Đầu tiên, được thua chưa phân. Tuy nhiên là nếu mà chỉ nhìn vào cái lực lượng của hai bên thì chúng ta thấy rằng cái trận đánh này chưa phân thắng bại. Thứ hai là chiến lũy Bắc Nam chống đối. Bắc Nam ở đây đối đầu giữa cái thành lũy cao. Sự đối đầu không chỉ về lực lượng mà còn là sự đối đầu về ý chí gay go quyết định. Sự đối đầu của hai bên không chỉ là cái hiện hữu về cái số lượng quân đội, về cái khí, mà nó còn là cái ý chí gay go quyết liệt, là cái hữu hình, là cái vô hình, cái ý chí của hai bên, cái khí thế hào hùng của hai bên. Tiếp đến đó chính là ánh nhật nguyệt trừ phải mờ, đối với bầu trời trừ sắc đổi. Tức nghĩa là cái chiến trường dữ dội khốc liệt, khi mà chúng ta đã đặt chỉ ra được cái quy mô lực lượng hùng mãnh giữa hai bên thì ắt hẳn cái chiến trường đấy nó phải dữ dội khốc liệt, căng thẳng đến mức làm tối sầm cả trời đất. Tiếp đến, cái biện pháp đối lập này đã báo hiệu một trận đánh kinh thiên động địa, làm thay đổi dung chuyển cả đất trời. Và sau khi đã nêu được quy mô, nêu về diễn biến thì chúng ta đi đến kết quả. Kết quả cuối cùng của trận chiến mà các bô lão đang kể. Trời cũng chiều người, tức nghĩa là ý trời thuận theo ý vua Trần, nước ta phải chiến thắng. Hung đồ hết lối, tức nghĩa là giặc Nguyên hết đường thoát chạy và họ thất bại. Vậy trời cũng chiều người, hung đồ hết lối, muốn cho chúng ta thấy rằng ta thắng địch bại, chính nghĩa chiến thắng, phi nghĩa chuốc nhục muôn đời. Và đây chính là cái chân lý muôn thuở, diễn ra chân lý muôn thuở, nó như thiên nhiên vậy, bất biến không thể thay đổi. Đến nay nước sông tuy chảy hoài, mà nhục quân thù khôn rửa nổi. Tức nghĩa là cái chuốc nỗi nhục của địch, của giặc Nguyên này không thể rửa nổi bởi cái dòng sông Bạch Đằng đấy. Dù dòng sông Bạch Đằng này có rộng lớn hùng vĩ bao nhiêu thì cũng không thể làm ngoai đi cái sự nhục của giặc Nguyên Mông. Và kết quả, và trong cái việc kết quả thì là Trương Hán Siêu đã đưa ra việc cái so sánh với hai điển tích. Điển tích đầu tiên là trận Xích Bích. Trận Xích Bích là gì? Xích Bích đầu tiên là dãy núi bên bờ sông Dương Tử. Và vào thời Tam Quốc thì Chu Du đã dùng kế hỏa công của Gia Cát Lượng đốt thuyền đánh tan 28 vạn quân Tào Tháo trên quãng sông này. Và đây có thể coi là một trận đánh quyết định trong cái thời Tam Quốc, là trận đánh giữa Tào Tháo với Lưu Bị. Và kết quả cuối cùng là do sự chủ quan nên Tào Tháo đã thua và quân của Lưu Bị đã giành chiến thắng, mặc dù phe của Tào Tháo có lực lượng đông đảo hơn. Tiếp đến là trận Hợp Phì. Hợp Phì là tên một huyện thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc,
nơi sông Hoài hợp với sông Phì. Ở nơi đây, Tạ Huyền đã đánh tan 100 vạn quân Bổ Kiên ở đây. Và cái trận đánh hợp Phì này, nó cũng giống như trận đánh Xích Bích, tiêu biểu cho những cái trận đánh chiến thắng quân thù với cái số, mặc dù bên mình có một cái số lượng quân ít hơn rất là nhiều so với số lượng của quân địch. Và cái việc so sánh với cái hai trận Xích Bích và Hợp Phì này, tác giả muốn cho chúng ta thấy rằng để tô đậm và làm nổi bật cái sự đại bại của quân giặc, và cũng là để tô đậm làm nổi bật cái sự chiến thắng oai hùng của nước Đại Việt ta. Tái tạo công lao, nhìn xưa ca ngợi. Ở đây, tác giả Trương Hán Siêu hay là các bô lão đang ca ngợi các vua Trần một lần nữa đã lập nên cái chiến công trên sông Bạch Đằng, tiếp nối rất nhiều cái chiến công khác, tiêu biểu đó chính là chiến công của Ngô Quyền vào năm 938. Và cái cuộc chiến thắng lớn lao oai hùng như một cái cuộc sinh nở vĩ đại lần thứ hai của vũ trụ để sáng tạo ra đất nước. Vào trận chiến thắng của vua Trần trước quân Nguyên Mông vào năm 1288, nó đã như mở ra một cái thời kỳ mới, một cái khởi nguyên mới cho đất nước Đại Việt. Và tiểu kết dành cho cái đoạn thứ hai, lời kể các bô lão về chiến công trên sông Bạch Đằng với lối văn biển ngẫu kết hợp với câu văn dài ngắn khác nhau. Câu ngắn dựng lên cái chiến địa gấp gáp, cái căng thẳng trong cái cuộc chiến. Câu dài thì làm sao? Câu dài thì ngợi ca không khí trang nghiêm cùng với cái giọng kể chuyện đầy nhiệt huyết hào hứng, sôi nổi của các vị bô lão địa phương trên cái dòng sông Bạch Đằng đó đã thể hiện được điều gì? Thể hiện được niềm vui, niềm tự hào trước chiến công lịch sử hào hùng của dân tộc vào cái không khí thời khắc lúc bấy giờ. Đó chính là cái cuộc chiến giữa nước Đại Việt với quân Nguyên Mông. Sau 3 lần xâm lược thì quân Nguyên Mông đã thất bại trên dòng sông Bạch Đằng dưới tay của quân dân nước, của quân dân nhà Trần. Tiếp đến là đoạn thứ 3, suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công. Tuy nhiên, từ có vũ trụ đã có giang san, quả là đất trời cho nơi hiểm trở, cũng nhờ nhân tài giữ cuộc điện an. Hội nào bằng hội Mạnh Tân như vương sư họ Lã, trận nào bằng trận Duy Thủy như quốc sĩ họ Hàn. Kìa trận Bạch Đằng mà đại thắng, bởi đại phương coi thế giặc nhàn, tiếng thơm còn mãi, bia miệng không mòn, đến bên sông trừ hổ mặt, nhớ người xưa trừ hệ chan. Vậy đâu là nguyên nhân khiến dẫn đến cái việc ta thắng địch thua? Sau ở cái phần đoạn 2, các em đã thấy được những cái so sánh đặc sắc của các bô lão với quân đội của ta, kết hợp với câu trời cũng chiều người hung đồ hết lối. Qua cái câu này chúng ta thấy rằng chính cái nhân nghĩa của dân tộc ta đã được lòng trời, nên ông trời cho chiến thắng. Và cái sự phi nghĩa của giặc khiến ông trời phật lòng, không hài lòng, thế nên ông trời đã cho bọn giặc thua. Vậy cái yếu tố này ấy gọi là thiên thời. Cái thứ hai là trời cho nơi hiểm trở, tức nghĩa là đất hiểm, sóng nước của dòng sông Bạch Đằng với cái đặc điểm thủy triều khác lạ. Khi mà dòng nước lên cao thì nó lôi những cái thuyền lớn vào trong, và khi hạ thấp xuống thì nó làm lộ, hạ thấp xuống cực sâu, nó làm lộ ra những cái chiếc cọc mà Trần Quốc Tuấn đang nghĩ ra trong cái thời điểm đấy. Và chính cái yếu tố đất hiểm, sóng nước của sông Bạch Đằng là một phần góp sức vào cái chiến thắng quân Nguyên Mông lúc bấy giờ. Và ấy gọi là yếu tố địa linh. Ngoài thiên thời với địa linh thì chúng ta còn yếu tố thứ ba, đó chính là nhân tài giữa cuộc điện an. Ca ngợi trí tệ,
Sự tài năng giữ nước của vua tướng thời nhà Trần, đây chính là cái yếu tố nhân kiệt. Và cái nguyên nhân ta thắng địch vua, cái yếu tố nhân kiệt đấy còn được tác giả đưa ra cái hai so sánh. Thứ nhất là cái sự so sánh với vương sư họ Lã trong hội Mạnh Tân. Đây chính là vương sư họ Lã. Vương sư họ Lã là ai? Vương sư họ Lã đó chính là Lã Vọng, người đã giúp nhà Chu kéo dài đến 800 năm. Và đó chính là một cái triều đại dài nhất lịch sử Trung Hoa. Và ông đã có công trong việc giúp Vũ Vương hội quân ở bến Mạnh Tân. Cái thứ hai đó chính là quốc sư họ Hàn trong trận Duy Thủy. Quốc sư Duy Thủy là một con sông ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, nơi Hàn Tín, đó chính là quốc sĩ họ Hàn, đã là một tướng giỏi của Hán Cao Tổ, dùng mẹo tháo nước đánh thắng quân Tề. Vậy cái việc so sánh đối lập liên tiếp và sử dụng cái điển cố về vương sư họ Lã cũng như là quốc sĩ họ Hàn để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng các tướng thời nhà Trần lúc bấy giờ đều đặc biệt tài ba và xuất chúng. Họ chính là những cái con người đã đóng góp công sức vào cái chiến thắng chống lại quân Nguyên Mông. Và thứ ba, cái nhân vật thứ ba trong cái yếu tố nhân kiệt đó chính là đại vương Trần Hưng Đạo, thần cơ diệu toán, mưu cao mẹo giỏi, biết xem thế giặc để bày mưu đặc kế giúp hai vua thắng giặc. Thì cái điển cố về Trần Hưng Đạo đại vương nó được nhắc đến ở trong những câu sau. Kìa trận Bạch Đằng mà đại thắng, bởi đại vương coi thế giặc nhàn. Thế giặc nhàn tức nghĩa là thế giặc dễ phá. Đại vương ở đây là chỉ Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn. Sau hai lần thất bại thì vào năm 1287, giặc Mông Nguyên lại sang xâm lược nước ta. Vua Trần Nhân Tông hỏi Trần Quốc Tuấn giặc đến làm thế nào. Ông Tâu trả lời lại vua của mình rằng năm nay thế giặc nhàn. Vậy qua cái việc so sánh thế đối lập với hai vị tướng rất là nổi tiếng ở bên Trung Hoa, cũng như nêu ra cái vị tướng Trần Hưng Đạo đã có công lớn trong việc chiến thắng, công lớn trong cái công cuộc chiến thắng lại quân giặc Nguyên Mông, thì tác giả muốn nhấn mạnh rằng yếu tố con người bên cạnh cái yếu tố thiên thời, bên cạnh yếu tố địa linh, thì con người chính là cái điều quyết định hòa bình, an ninh bền vững nhất. Và tiếp đến là ý nghĩa của cái cuộc chiến thắng chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 vào năm 1288 của nhà Trần, đó chính là rửa nhục cho đất nước, giành lại độc lập và để lại tiếng thơm còn mãi với lịch sử và thời gian. Thế nhưng ở đây lại xuất hiện tâm trạng của các bô lão. Đến bên sông trừ hồ mặt, nhớ người xưa trừ lệ san. Tại sao hay các bô lão lại có tâm trạng như này? Tâm trạng này là tâm trạng gì? Đó chính là sự đau xót, hổ thẹn khi mà chiến trường xưa bị bỏ rơi đến nỗi dấu tích hào kiệt trở thành hoang phế. Những con người đã hy sinh vì đất nước, hy sinh vì sự độc lập tự do của dân tộc, nay phần mộ của họ đã bị những cái đám cỏ lau, đám cỏ lách mọc chèn lên và họ bị xóa mờ đi cái dấu tích. Và cái nỗi hổ thẹn đau xót này nó còn thể hiện rằng bản thân họ, các bố lão đây, là những người sẽ tiếp nối cái lịch sử hào hùng của họ. Cuối cùng là phần tiểu kết cho phần 3. Muốn chiến thắng cần có cái sự kết hợp của 3 yếu tố: thiên, địa, nhân, trời, đất và con người. Nhưng cái cốt lõi nhất, cái cốt lõi chủ yếu nhất vẫn là cái đức hạnh và sức mạnh của con người. Và từ đó tác giả đã khẳng định vị trí của con người trong mọi cuộc kháng chiến, mang đậm cảm hứng, mang giá trị nhân văn, có tầm triết lý sâu sắc. Thì suy cho cùng, con người vẫn là cái giá trị cốt lõi của mọi cuộc kháng chiến, của mọi cuộc chiến oai hùng trong cái lịch sử dân tộc Việt Nam.
Sau khi kết thúc phần thứ 3 là suy ngẫm và bình luận của các bô lão về những chiến công, chúng ta chuyển sang phần cuối cùng là phần thứ 4, lời ca khẳng định vai trò và đức độ của con người. Đầu tiên, chính là lời ca của các bô lão. Sông Đằng một dải dài ghê, luồng to sóng lớn dồn về biển đông. Qua hai câu này, tác giả muốn nói rằng dòng sông Bạch Đằng mênh mông rộng lớn chảy về biển đông. Đây cũng chính là sự hóa thân của cảm nhận về sự vận động không ngừng của thời gian và cuộc sống. Và dòng sông này cũng chính là dòng sông lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Tiếp đến, những người bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh. Hai câu này muốn nói điều gì? Hai câu này ám chỉ rằng kẻ bất nghĩa nhất định bị tiêu vong, còn người anh hùng thì nghìn năm lưu danh. Kẻ bất nghĩa ở đây chính là những kẻ làm điều trái nghĩa, và đã cụ thể trong bài ngày bài trong bài cụ thể trong bài phú này đó chính là giặc quân giặc Nguyên Mông, còn người anh hùng của ở đây đó chính là quân đội nhà Trần, quân dân nhà Trần, vị tướng của nhà Trần, và đặc biệt là hai nhị thánh, hai người vua anh minh. Và tác giả đã mượn lời của các bô lão để khẳng định và ca ngợi sự bất tử của những người anh hùng làm nên chiến thắng. Dòng sông Bạch Đằng dường như nó trở thành một cái tấm gương soi xét, phản chiếu, và nó sẽ chỉ lưu giữ lại những người anh hùng, và nó sẽ làm tan biến đi, làm trôi đi, làm biến mất đi những cái kẻ bất nghĩa, thì những người đó phải trở nên tiêu vong. Qua đây, tác giả muốn khẳng định rằng cái sự vĩnh hằng của chân lý, những cái kẻ bất nghĩa thì sẽ phải tiêu vong, còn những người anh hùng sẽ lưu danh, những người anh hùng sẽ chiến thắng, còn những kẻ bất nghĩa phải thua cuộc. Cái sự vĩnh hằng của chân lý này nó giống như cái quy luật của thiên nhiên, quy luật của lịch sử. Tiếp đến là lời ca của nhân vật khách. Anh minh hai vị thánh quân, sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. Thật sự đây, qua hai câu này, tác giả muốn ca ngợi sự anh minh của hai vị thánh quân Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Như ở phần trên chúng ta đã nhắc đến, chúng ta đã giải thích, ca ngợi cái chiến công lịch sử hào hùng của dân tộc đem lại cái nền thái bình cho đất nước, cái cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây chính là cái ước muốn muôn đời của mọi dân tộc, đúng không các em? Tiếp đến, đó là truyền thống chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, là sự bền vững muôn đời của dân tộc. Cái truyền thống chống giặc này thông qua cái lời ca ngợi của nhân vật khách, cũng như thông qua cả bài phú, chúng ta được thấy rằng từ đời này qua đời khác, cái truyền thống chống giặc ngoại xâm này chưa bao giờ bị nguôi ngoai đi, mà nó luôn luôn hào hực, luôn luôn rực cháy trong mỗi con người Việt. Tiếp đến, giặc tan muôn thuở Thăng Bình. Câu này muốn nói đến rằng nhờ cái chiến tích của sông Bạch Đằng, cái chiến tích ở trên sông Bạch Đằng đó, lịch sử đã để lại, và qua cái chiến công, qua cái dấu vết oai hùng đó, đã khẳng định cái nền hòa bình của dân tộc là muôn thuở, là ước muốn của mọi người. Bởi đâu đất hiếm cốt mình đức cao. Cái câu này không chỉ khẳng định ba cái yếu tố khẳng định chiến thắng, đó là thiên, địa, nhân, mà bên cạnh đó nó nhấn mạnh vào cái yếu tố cốt mình đức cao, cái yếu tố của con người. Và một lần nữa, tác giả đã khẳng định rằng cái yếu tố quyết định chiến thắng quan trọng không chỉ là bởi đất hiếm, không chỉ bởi là ý trời, mà là bởi nhân tài có đức độ cao. Vậy, qua cái lời ca của nhân vật khách, chúng ta thấy được điều gì? Chúng ta thấy được rằng cái vai trò của con người lại một lần nữa được nhấn mạnh trong lịch sử, mang đậm tư tưởng tiến bộ, mang giá trị nhân văn sâu sắc của tác giả Trương Hán Siêu. Và tiểu kết dành cho phần cuối cùng của bài phú là ca ngợi chính nghĩa và đạo đức của dân tộc, niềm tự hào dân tộc và giá trị nhân văn cao đẹp với một cái giọng văn hào hùng và sâu lắng. Phần tiếp theo là tổng kết về nội dung.
Bài Phú thể hiện được lòng yêu nước. Và lòng yêu nước được thể hiện như thế nào? Cụ thể thông qua bài Phú. Đầu tiên là tự hào về chiến công trong lịch sử của quân dân nhà Trần bên sông Bạch Đằng. Cái thứ hai là tự hào về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Và cái đạo lý nhân nghĩa được truyền qua từ đời này sang đời khác của dân tộc Đại Việt. Cái thứ hai đó chính là tư tưởng nhân văn mà tác giả Trương Hán Siêu đã truyền tải thông qua bài học này. Đó là sự hoài cảm về quá khứ, cảnh còn người xưa đã khuất. Đó chính là sự tôn, là cái sự nhớ về những cái con người đã hy sinh tại nơi chiến trận mà nay cái dấu vết lại chẳng còn, chỉ còn lại những cái đám cỏ khô mọc đầy ở hai bên bờ sông. Cái thứ hai đó chính là đề cao vai trò, vị trí của con người trong lịch sử. Cái tư tưởng nhân văn này đó chính là một cái tư tưởng vô cùng tiến bộ của Trương Hán Siêu vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau phần nội dung đó chính là phần nghệ thuật. Bài Phú có một cái kết cấu, đó chính là cái lối phú cổ thể với kết cấu đơn giản theo những bốn phần mà chúng ta đã chia ra ở phía trước, quen thuộc nhưng lại rất chặt chẽ với nhau. Cái thứ hai là hình tượng nghệ thuật ở đây. Hình tượng nghệ thuật ở đây chúng ta có hai nhân vật chính. Đó chính là nhân vật khách và nhân vật tập thể các bô lão địa phương. Thông qua cuộc đối thoại giữa hai nhân vật này, chúng ta đã thể hiện ra được những cái giá trị, nội dung mà cô em vừa trao đổi ở phần trước. Và cuối cùng là lối văn biển ngẫu nhịp nhàng, linh hoạt và ngôn từ đa sắc thái, trang trọng, tráng lệ, gợi cảm được sử dụng xuyên suốt cả bài Phú. Sau khi đưa ra những tổng kết ngắn gọn về nội dung và nghệ thuật, cô và các em chuyển sang phần thứ tư, đó chính là phần luyện tập. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau so sánh đoạn kết Phú Sông Bạch Đằng với cái bài thơ Sông Bạch Đằng của Nguyễn Xưởng. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng nhau đọc cái bài Sông Bạch Đằng của Nguyễn Xưởng. Đây là một cái bài thơ chữ Hán. Bạch Đằng Giang, kinh quán sơn hà thảo mộc xuân, hải triều húng húng thạch lân tuân, thùy chi vạn cổ trùng hưng nghiệp, bán tại quan hà bán tại nhân. Dịch nghĩa: mồ chôn quân thù cao như núi, cây cỏ xanh tươi, nước thủy triều ngoài biển ầm ầm, đá núi lởm chởm, mấy ai biết sự nghiệp muôn thuở đời trùng hưng, một nửa nhờ địa thế núi sông, một nửa do con người. Và cả bài Bạch Đằng Giang lẫn Bạch Đằng Giang Phú, cả hai bài này đều là thơ chữ Hán. Thế nên chúng ta chỉ tập trung xét về ý nghĩa nội dung. Về mặt giống nhau, cả hai bài cùng ca ngợi chiến thắng Bạch Đằng thời Trùng Hưng, tức nghĩa là năm cái chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 của thời vua nhà Trần. Thứ hai là cùng ca ngợi yếu tố thiên nhiên và con người làm nên chiến thắng. Đây là hai yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chiến thắng. Thứ ba là càng nhấn mạnh thiên nhiên hiểm trở thì hai bài này lại càng làm tôn lên cái nhấn mạnh yếu tố của con người. Và cuối cùng là cùng viết bằng chữ Hán, bởi vì cái thời điểm mà hai bài này ra đời là cái thời điểm khi mà chữ Nôm của chúng ta chưa xuất hiện. Đây là về mặt giống nhau, còn về mặt khác nhau như thế nào? Về khác nhau đầu tiên đó chính là về thể loại. Thể loại của bài Bạch Đằng Giang của Nguyễn Xưởng đó chính là thất ngôn tứ tuyệt đường luật. Còn của bài Bạch Đằng Giang Phú đó chính là phú cổ thể. Về thể loại đã thấy được hai bài thơ này khác nhau. Hai thể loại khác nhau về cái dung lượng, thể hiện nó cũng khác nhau. Tiếp đến là về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Ở trong Bạch Đằng Giang thì không thật nổi rõ hơn cái yếu tố con người và không rõ cái yếu tố phẩm chất con người anh hùng. Khi mà các em để ý cái câu thơ cuối của bài Bạch Đằng Giang thì một nửa là do sông, do trời, còn một nửa là do con người. Tức nghĩa là Nguyễn Xưởng đã để vai trò con người ngang bằng với vai trò của trời đất và hai vai trò này ngang bằng nhau. Thế nhưng ở trong bài Bạch Đằng Giang Phú thì lại khẳng định yếu tố quyết định nhất trong mọi cuộc chiến, đó chính là người anh hùng với cái đạo đức cao cả. Và riêng cái hai phần này đã chúng ta thấy rõ được cái sự khác biệt của hai bài. Sau đây, bài học kết thúc. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng của cô.
Chúc các em có một sức khỏe thật tốt và nhớ theo dõi những bài giảng lần sau của cô. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.